Tiếp theo đến câu hỏi số 2 là câu hỏi rất là quan trọng trong cuộc sống. Nếu anh chị có tư duy đặt những câu hỏi này thì nó sẽ rất là hay. Đó là tư duy trọng số đây này, câu này này, chỗ nào trước, chỗ nào sau này. Nghệ thuật của sự sắp xếp, và tất cả hầu như là nhiều người biết một lý thuyết nhưng có người làm đúng trình tự và có người làm sai trình tự, và nó ra kết quả khác nhau khi sắp xếp lộn thôi. Khổ, đầu tiên là khổ thì các anh chị đã nhận diện được vấn đề rồi, nhận diện được khổ rồi. Khi nhận diện được ra rồi thì chúng ta sẽ tìm nguyên nguyên nhân, là tập tập là nguyên nhân, nguyên nhân. Khi có nguyên nhân rồi, các bạn anh chị cũng biết là có những cái nguyên nhân chính đấy, thì tiếp theo chúng ta sẽ là diệt. Mình sẽ đặt câu hỏi là bỏ những cái đó đi, bỏ cái khổ đó đi, diệt được cái khổ này thì nó có sướng không, hay là nó có phát sinh thêm vấn đề khác không? Nếu nó phát sinh vấn đề khác thì chúng ta cũng không diệt, để nó tự nhiên. Diệt, muốn diệt thì phải có cái gì ạ? Có đạo, đạo là con đường. Và buổi trước chúng ta tập trung vào chữ đạo này. Đạo này thì có bát, bát chánh đạo là 8 con đường đấy. 8 con đường. 8 con đường. Thứ nhất là chánh kiến. Em dùng cái từ Hán Việt một xíu thì sau dùng nó dễ. Nếu mà em dùng từ từ thuần Việt thì những buổi sau nữa em nói thì các anh chị sẽ không hiểu, nên em cứ nói từ chánh kiến thì anh chị hiểu. Chánh kiến nó chính là tư tưởng. Tư tưởng nó tương đồng với tư tưởng, nó bằng tư tưởng. Chánh kiến chính là tư tưởng. Thế làm thế nào để tư tưởng, thì cái tư tưởng là phải lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Và nếu để trong ứng dụng vào thực tế của cuộc sống ấy, thì mình sẽ đặt câu hỏi như sau để biết được tư tưởng. Đó là khi chúng ta khởi sự làm một cái gì đó, hoặc làm cho con, hoặc là khi con mình làm một cái gì đó, thì mình rèn cho con cái tư duy như thế này anh chị. Đầu tiên là mình sẽ hỏi là làm cái này để làm gì. cách đặt câu hỏi cho tư tưởng là làm để làm gì, làm cái gì đó nhé, làm cái này nhé, liệu cái gì đó, cái này, làm cái này để làm gì, cho ai, Cho ai? Em lấy ví dụ như là các anh chị muốn con nó quét nhà, nó còn nhỏ ấy, mình dẫn con như sau: con ơi, mình quét nhà để làm gì? Thì nó sẽ trả lời là để cho nó sạch sẽ chẳng hạn. Thì quét cho ai? Khi đấy nó sẽ phải: con quét cho mẹ, quét cho bố, quét cho ông, cho bà, hoặc là quét cho chính mình. Đó. Thì mình sẽ hỏi con để nó có bắt đầu có tư duy mục tiêu. Con làm cái này để làm gì? Con tập thể dục để làm gì? Tập để ABC thì bé nó sẽ nói ra, và mình sẽ điều hướng là tập để khỏe, tập để có thể vui chơi. Và tập cho ai? Có phải tập cho mẹ không? Có thể tập cho ông bà không? Tập cho thầy cô không? Không, tập cho mình, đúng không? Tập cho ai? Đó. Tiếp theo, đây là cái số 1 là chánh kiến, cái số 2 là chánh tư duy. Chánh tư duy. Chánh tư duy cái này chính là về phần trí tuệ đấy. Trí tuệ này. Hoặc là tư duy. Tư duy. Còn cái tư tưởng này chính là cái gì ạ? Cái tâm. Tư tưởng chính là cái tâm. Tâm. Tư duy, tránh tư duy chính là phần trí tuệ. Thì mình sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Làm gì, cho ai rồi? Thế bây giờ mình sẽ hỏi con. Con quét nhà để làm gì, cho ai rồi? Bây giờ mình sẽ hỏi là thế con quét bằng cách nào? Con quét bằng cách nào? Con quét như thế nào, hoặc là bằng cách nào, như thế nào, Con quét như thế nào? ý thứ nhất, ý thứ hai, con quét cái nào trước, con quét chỗ nào trước, quét chỗ nào trước, chỗ nào trước, quét chỗ nào sau, quét chỗ nào sau, con quét chỗ nào trước, quét chỗ nào sau. Đây là bắt đầu đến tư duy. Ai nói, còn nói cách khác đó là cách làm đấy, cách làm, cách làm. Trong cái hai câu hỏi này thì có một câu trên là quét như thế nào hay làm việc khác, thì mình sẽ nói là những việc mà con phải làm là gì.
đó là mình phải liệt kê ra đầu một công việc mình phải làm. Để quét được nhà thì con cần những cái gì? Tiếp theo đến câu hỏi số 2 là câu hỏi rất là quan trọng trong cuộc sống. Nếu anh chị có tư duy đặt những câu hỏi này thì nó sẽ rất là hay. Đó là tư duy trọng số đây này. Câu này này, chỗ nào trước, chỗ nào sau này. Nghệ thuật của sự sắp xếp. Và tất cả, hầu như là nhiều người biết một lý thuyết, nhưng có người làm đúng trình tự và có người làm sai trình tự, và nó ra kết quả khác nhau khi sắp xếp lộn thôi. Em lấy ví dụ như là em ăn thịt chó chưa và chó ăn thịt em chưa, đấy, cái ví dụ như thế. Em lấy ví dụ như thế thì sắp xếp trước và sau nó sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Hoặc là anh đến nhà em chơi và anh đến nhà chơi em, nó lại khác nhau. Đó là nó sắp xếp đấy, nghệ thuật sắp xếp đấy anh chị. Cái nào trước, cái nào sau, đây là tư duy cực kỳ quan trọng sau này khi con ra ngoài, cả cái đi học hoặc là mình đi làm việc cũng vậy thôi, đúng không ạ? Hoặc là dạy con thì lên rèn cho con kỹ năng nào trước, kỹ năng nào sau. Em lấy ví dụ như trước khi bé học kỹ năng thuyết trình thì bé phải học cái khóa đọc sách 365 này trước. Như bên em ra, bé bắt buộc phải đọc sách thành thạo, nói thành thạo không ngại, đủ tự tin rồi thì mới học kỹ năng thuyết trình. Vì thuyết trình mình đứng lên mình nói, mình học cái kỹ năng thôi, cành lá thôi. Nhưng mà khi người ta hỏi một câu là mình im luôn, thậm chí là chuyển sang tin liệt mạng luôn. Vì biết cái gì đâu, người ta hỏi đúng điểm cái là mình đứng đơ ra đấy luôn. Càng đông người thì lại càng xấu hổ, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo, cái tránh thứ ba đó là tránh ngôn. Vừa em có hỏi Thanh là theo em thì tránh ngôn làm thế nào để biết mình tránh ngôn hay không, thì hôm nay thì mình sẽ, anh chị ghi cho em vào vở một mục, đó là tại sao người ta nói là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Tại sao uốn lưỡi 7 lần? Thì mình với con mình thì mình chỉ 3 thôi là đủ rồi.